Chuyển sang thông tin quan trọng khác, ngày 19 tháng 10, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Đại tá Phan Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đến tham dự. Tình huống giả định do ảnh hưởng của bão với nhiều cơn mưa lớn kéo dài kèm dông lốc làm tốc mái một phần trường mẫu giáo cùng 19 căn nhà, làm 4 người bị thương, nhiều cây cối đổ ngã, nhiều đoạn đê nguy cơ bị dở tại 4 tiểu vùng canh tác lúa với trên 200 hecta gần thu hoạch. Trước tình hình trên, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã triệu tập các cuộc họp chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng thủ dân sự xã nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu, trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.